Chương trình này được bảo trợ bởi Family Choice, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0612. Kính thưa quý vị, đây là chương trình y tế của Đài Little Saigon TV. Chương trình này chương trình trực tiếp phát hình mỗi thứ hai từ 7 giờ tới 8 giờ. Bữa nay tôi rất là vui có bác sĩ Derek Phan. Kính chào bác sĩ Derek. Kính chào quý vị. Kính chào bác sĩ Dylan. Một lần nữa chương trình này chương trình trực tiếp. Có 4 phần chính giữa mỗi phần. Chính giữa mỗi phần có phần quảng cáo. Thành ra quý vị, xin quý vị nếu mà quý vị muốn đặt câu hỏi, xin quý vị gọi vô 714-893-3264 một lần nữa. Nếu quý vị muốn đặt câu hỏi cho tôi hay bác sĩ Derek, xin quý vị gọi vô 714-893-3264. Chương trình này chương trình trực tiếp, có 4 phần chính giữa mỗi phần. Một lần nữa tôi nói có dành phần quảng cáo cho mấy cơ sở thương mại đã bảo trợ chương trình này. Nếu quý vị gọi vô mà kẹt telephone, xin quý vị giữ telephone. Mà nếu gọi vô không được đó, xin quý vị email cho tôi, bác sĩ Toản hay bác sĩ Derek ở ytelstv@gmail.com. một lần nữa, nếu quý vị gọi vô bị kẹt telephone, xin quý vị email ytelstv@gmail.com. nếu quý vị muốn viết thơ, xin quý vị viết thơ qua 9191 Bosa Avenue, số 215 Westminster, California 92683. Ngay bây giờ mình chưa có người gọi vô thì có rất nhiều người có email cho tôi, bác sĩ Toản, về cái chuyện về coronavirus, COVID-19. Thì ngay bây giờ đó, trong cho quý vị biết đó, là trong bữa nay đó thì bên xứ Mỹ có 246.000 người bị COVID-19 và cái tử vong bên xứ Mỹ đó là 39.000. Cali đó thì 30.000 bị COVID, tử vong là 1.200. Trong quận Cam, mấy người bị đó là 1.600, tử vong 33 người. Thành ra rất là ít trong quận Cam. Mình rất là may mắn là ngay bây giờ cái số mà bị nhiễm trùng đó là 1.600 mà tử vong có 33. Còn LA đó là 13.800 người bị COVID-19 và tử vong là 617. Lúc mình đang chờ người gọi vô đó thì bác sĩ Derek có lời khuyên ngay bây giờ cần tiếp tục mang mặt nạ không, bác sĩ Derek? Thì ra ngoài thì nên đeo mặt nạ. Hiện tại bây giờ nó đang vẫn thiếu mặt nạ, nhất là mà thiếu mặt nạ cái loại N95 cho mấy người bác sĩ, mấy người làm ở trong nhà thương. Thì cái đó thì hơi thiếu, nhưng mà có còn hơn là không. Thì tuy là mặt nạ surgical mask bình thường bằng giấy hay là mặt nạ bằng vải hay gì, cái gì cũng hơn là không. Nhưng mà đeo mặt nạ thì phải đeo đúng, phải che cái lỗ mũi và che cái miệng. Và nếu mà gần gũi người ta thì có nên đeo kiến luôn. Tại vì cái này again thường cái con vi trùng này nó lây là từ mấy cái mucous membrane đó. Thì mình ho hay sổ mũi gì thì nó vô cái miệng, lồng mũi hay là mắt. Như mình sờ cái gì, cái mình dụi mắt thì nó bị dễ vô mắt. Thì cần đeo mặt nạ, nếu có thì đeo kiến, rửa tay thường xuyên. Đeo găng tay thì muốn đeo thì đeo, nhưng mà thiệt ra không cần. Tại vì nếu mà đeo găng tay mà dụi mắt hay là bỏ găng tay vô miệng cũng như không mà. Tốt hơn là đeo găng tay, khó rửa tay hơn. Thì muốn đeo găng tay cũng được, nhưng mà không có cần thiết găng tay lắm. Cái thứ hai, cái muốn nói là nhiều người bệnh nhân gọi vô muốn thử nghiệm, muốn coi có biết con vi trùng này không. Cái kẹt là bây giờ, hiện tại bây giờ xứ Mỹ này vẫn đang thiếu cái test, không có đủ để làm. Test thì again có hai cái test, có một cái gold standard nó xài bây giờ là cái PCR, là nó coi có cái con vi trùng, cái genetic material coi con vi trùng này ở trong lỗ mũi hay miệng hay là ở trong đàm hay không.
cái test thứ hai là cái antibody test. Cái antibody test hiện tại bây giờ cái FDA nó vẫn chưa, nó có emergency use thì nó cho là nó cho xài tại vì nó là emergency, nó cần cấp cứu, nhưng mà thiệt ra cái antibody test nó chưa có coi cái sensitivity, specificity, có nghĩa là nếu mà cái là người nào bị là chúng positive có thể là bị bệnh COVID thiệt hay không, nhưng mà mấy cái người negative là đúng ra không có bị hay không. Tại vì cái antibody là cái nó thử là cái thử kháng thể trong máu. Một là kháng thể trong máu nó cần thời gian để nó, cái người mình nó làm mới đủ thời gian để cái người mình làm kháng thể. Ít nhất là 14 ngày. Tùy theo cái IgM, cái IgM thì cái người mình nó làm mau hơn chút xíu, 5 đến 7 ngày, nhưng mà cái IgG có thể 14 tới 14 tới 28 đúng, ngày. Đúng thì tùy người. Dạ, tùy người, tùy cái kháng thể IgM, IgG với tùy người nữa. Cái thứ hai nữa là cái kháng thể nó cũng chưa biết cái specificity, có nghĩa là nó có thể là mình bị cái con coronavirus cảm thường thôi, mà người mình nó làm kháng thể đối chống lại cái con vi trùng coronavirus đó, nhưng mà nó cross react, nó cũng có thể là nó thử máu nó ra là nó trùng với cái con coronavirus SARS-CoV-2 này, thì cái đó bởi vì cái thử nghiệm đó thì cũng chưa có 100% lắm, thì cái đó bây giờ vẫn đang study thêm để coi. Nhưng mà cái gold standard hiện tại bây giờ vẫn là cái real time PCR, mà cái đó là rất là thiếu thốn, không có đủ để là cho thử hết mọi người. Ngay bây giờ mình phải dành phần quảng cáo cho mấy cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này. Quý vị cứ giữ telephone, quý vị có thể gọi vô sau khi phần quảng cáo. Cảm ơn quý vị.